Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người gọi tên và nâng tầm ngoại giao cây tre Việt Nam. Nói về dấu ấn ngoại giao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, điều đầu tiên các chuyên gia nhắc tới là trường phái ngoại giao cây tre Việt Nam. Theo nguyên đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Tây Ban Nha và Cộng hòa Philippines Trương Triều Dương, khái niệm về phong cách ngoại giao cây tre Việt Nam đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu bật trong bài phát biểu dài 60 phút tại hội nghị đối ngoại đầu tiên trong lịch sử do Bộ Chính trị và Ban Bí thư chủ trì vào ngày 14 tháng 12 năm 2021. Tổng Bí thư khẳng định, hơn 90 năm qua, Việt Nam đã xây dựng nên một trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc, độc đáo trong thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam. Để làm rõ hơn, ông đã hình tượng hóa phong cách ngoại giao Việt Nam theo hình ảnh của cây tre với gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam. Đầu tiên, chúng ta phải giữ lấy cái gốc, đó chính là bản chất, sức mạnh, sự đoàn kết của dân tộc được vun đắp giữ gìn để tạo thành gốc vững mạnh và bất biến. Còn phần thân tre có thể ứng vạn biến, mềm mỏng, linh hoạt để vượt qua phong ba bão táp, vươn lên mạnh mẽ. Theo đại sứ Trương Triều Dương, bản sắc ngoại giao này đã thể hiện rất sống động trong thời gian qua, nhất là khi tình hình thế giới đã có những thay đổi khôn lường, xung đột, chiến tranh leo thang, căng thẳng giữa một số nước lớn ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nhờ có sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự điều hành chủ động, linh hoạt của nhà nước, sự đồng tình, đoàn kết, ủng hộ của toàn thể nhân dân, sự vào cuộc và hoạt động tích cực của cả hệ thống chính trị, tất cả các ngành, các cấp dựa trên phong cách ngoại giao cây tre Việt Nam, rõ ràng vị thế của Việt Nam đã được nâng lên tầm cao mới. Trước hết, phải kể đến việc Việt Nam lần thứ hai tham gia với tư cách thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc làm thành viên Hội đồng Nhân quyền và hàng loạt cơ quan khác của Liên hiệp quốc với số phiếu ủng hộ rất cao. Theo ông Dương, điều đó cho thấy rõ vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, thể hiện sự tôn trọng và tin tưởng của các quốc gia thành viên Liên hiệp quốc đối với Việt Nam. Ủng hộ Việt Nam trực tiếp tham gia đóng góp vào những cơ quan phụ trách những vấn đề quan trọng của thế giới. Riêng việc Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền là điểm sáng chói lọi nếu như trước đây từng có những thế lực tìm cách soi mói về nhân quyền thì nay Việt Nam được bầu làm Hội đồng nhân quyền với số phiếu cao đã chứng minh cho việc các nước công nhận thành tích về nhân quyền của Việt Nam và tin tưởng Việt Nam có thể đóng góp tốt cho việc đấu tranh bảo vệ nhân quyền mang tính toàn cầu. Về ngoại giao kinh tế, những năm qua kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ khiến thế giới phải dành sự tôn trọng và đánh giá cao. Việt Nam đã có quan hệ kinh tế, thương mại với 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, chiếm gần 90% GDP trên toàn thế giới tham gia hơn 500 hiệp định song phương và đa phương, trong đó có 17 khu vực mậu dịch tự do FTA. Bên cạnh đó, về quan hệ chính trị, đại sứ Trương Triều Dương cho rằng, chưa bao giờ trong một khoảng thời gian ngắn, Việt Nam liên tiếp đón nhiều nguyên thủ của các cường quốc lớn trên thế giới như Nga, Mỹ, Trung Quốc đến như vậy. Thậm chí, Mỹ và Triều Tiên, hai quốc gia vốn đối địch với nhau nhưng cũng chọn Việt Nam là điểm đến để tổ chức hội nghị thượng đỉnh, cùng ngồi lại với nhau ở Hà Nội để bàn giải pháp bắt tay với nhau. Điều đó cho thấy sự tôn trọng, đánh giá vai trò, vị thế mà các nước dành cho Việt Nam. Đất có lành thì chim mới đậu, ông Dương chia sẻ. Đặc biệt, trong bối cảnh thế giới liên tiếp xảy ra xung đột nguy hiểm như chiến tranh giữa Nga và Ukraine, Israel và Hamas, nhờ đường lối ngoại giao đúng đắn, không chọn bên mà chọn chính nghĩa, kêu gọi các nước giảm leo thăng căng thẳng, tìm biện pháp hòa bình, chúng ta vẫn giữ được quan hệ tốt đối với tất cả các bên. Qua đó, bản sắc ngoại giao cây tre Việt Nam mềm mỏng, linh hoạt càng được thể hiện một cách rõ ràng và hiệu quả. Nhắc đến dấu ấn ngoại giao của Tổng Bí thư, bên cạnh những chuyến thăm đến nhiều nước ngoài của ông, không thể không nhắc đến việc hàng loạt chuyến thăm của lãnh đạo các cường quốc trên thế giới như Mỹ, Nga, Trung Quốc tới Việt Nam được thực hiện theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đại sứ Trương Triều Dương, điều đó cho thấy sự tôn trọng vai trò lãnh đạo của Đảng, tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam. Đây cũng là hiện tượng hiếm có, hầu như không có tiền lệ trong quan hệ ngoại giao song phương trên thế giới đặc biệt việc tổng thống mỹ đã tiến hành các cuộc hội đàm điện đàm với tổng bí thư nguyễn phú trọng là minh chứng cho việc washington ghi nhận và đề cao vai trò của đảng ta cũng như ghi nhận và vai trò quan trọng của tổng bí thư nguyễn phú trọng trong hệ thống chính trị việt nam hơn nữa ở các cuộc tiếp xúc gặp gỡ với các cấp lãnh đạo của mỹ nhất là trong cuộc hội đàm với tổng thống mỹ joe biden cùng tổng bí thư nguyễn phú trọng phía mỹ đều nhấn mạnh ủng hộ một việt nam mạnh mẽ thịnh vượng tự cường và độc lập cho thấy một sự công nhận và tôn trọng của Mỹ đối với thể chế chính trị cũng như đường lối đối ngoại đúng đắn và khôn khéo của Việt Nam trong bối cảnh phức tạp của tình hình thế giới hiện nay. Giáo sư Cartier thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales cũng nhận định Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thành công trong việc đẩy mạnh vai trò của Đảng trong quan hệ với các nước phương Tây. Ông Thayer lý giải, theo thông lệ, các nước phương Tây thường tiến hành các cuộc gặp, tiếp xúc cấp cao giữa các nhà lãnh đạo nhà nước và chính phủ Xong, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến thăm đặc biệt tới Vương quốc Anh vào năm 2013, tới Mỹ và Nhật Bản vào năm 2015 với tư cách là người đứng đầu Đảng. Điều này đã làm thay đổi truyền thống ngoại giao lâu đời của các nước phương Tây. Hiện nay, các nước phương Tây ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư. Những phát ngôn ấn tượng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chống tham nhũng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nhiều phát ngôn được nhân dân ghi nhớ, thể hiện quyết tâm phòng chống tham nhũng tiêu cực tới cùng của Đảng. Báo Giao thông trân trọng lực trích một số phát ngôn ấn tượng của Tổng Bí Thư. Tại cuộc tiếp xúc cử tri Hà Nội vào ngày 3 tháng 5 năm 2014, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã nói lãng phí còn nguy hại hơn cả tham nhũng, lãng phí về tiền bạc còn có thể đo đếm được, còn lãng phí về nguồn nhân lực, về tài nguyên, khoáng sản thì vô cùng lớn. Tiếp đó, tới ngày 5 tháng 5 năm 2014, Tổng Bí Thư tham dự hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng. Tại đây, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định Muốn chống tham nhũng có hiệu quả, trước hết phải chống tham nhũng chính ngay trong cơ quan chống tham nhũng. Vào tháng 10 năm 2014, tại cuộc tiếp xúc cử tri Hà Nội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu Chúng ta kiên quyết chống tham nhũng nhưng phải tỉnh táo, làm lâu dài bằng nhiều biện pháp, làm sao đánh chuột đừng để vỡ bình. Trong hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tổ chức vào ngày 24 tháng 2 năm 2017, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu Không thích thú gì khi phải kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình. Nhưng vì sự tiến bộ chung, vì để mong nhiều người không mắc sai phạm, chúng ta phải kỷ luật. Kỷ luật một vài người để cứu muôn người. Khi tiếp xúc cử tri, tôi hay nói, cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy, củi khô, củi vừa vừa cháy trước rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu và không thể đứng ngoài được. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp thứ 12 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng ngày 31 tháng 7 năm 2017 mọi cán bộ, đảng viên, công chức cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự gian mình, tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng, tránh đi vào vết xe đổ để tay nhúng chàm và nếu đã chốt ít nhiều nhúng chàm rồi thì sớm tự giác gột sửa. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa 12 ngày 11 tháng 10 năm 2017. Phòng chống tham nhũng không chỉ kêu gọi xuông, giáo dục tư tưởng xuông, phải bằng luật pháp, phải nhốt quyền lực vào trong lồng cơ chế luật pháp, giao cho anh quyền thì cũng phải có cái roi để anh không thể, không dám và không muốn tham nhũng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri Hà Nội ngày 29 tháng 11 năm 2017. Vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, Hội nghị Toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng chỉ làm chùn bước những ai có động cơ không trong sáng đã chót nhúng chàm về những người không nắm vững chủ trương chính sách của đảng, thiếu bản lĩnh, thiếu kiến thức và kinh nghiệm. Cuộc tiếp xúc cử tri Hà Nội được tổ chức vào ngày 23 tháng 6 năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu xử lý nghiêm cán bộ sai phạm là nhằm răn đe cảnh tỉnh. Còn về ý kiến cho rằng kỷ luật nhiều như vậy thì lấy ai để làm việc? Chúng ta không lo không có cán bộ làm việc. Cán bộ không chỉ vi phạm pháp luật mà còn sai cả về đạo lý thì không thể không xử.